Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách tải hình ảnh video trên Facebook một cách nhanh chóng luôn anh em. Anh em cũng có thể tải những cái bản tin trên cái phần story mà bạn bè của anh em đã đăng lên. Bây giờ mời anh em theo dõi tiếp video này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Anh em vào cửa hàng ZPlay, tải giùm mình cái ứng dụng này, Sell Story for Facebook, y chang như trong hình vẽ nghe anh em. Rồi anh em cài đặt về máy. Hiện tại mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Bây giờ bắt đầu mở ứng dụng lên nghe anh em. Anh em chọn đăng nhập bằng Facebook. Anh em sử dụng tài khoản nào thì đăng nhập vào là được nghe anh em. Đây là giao diện của ứng dụng, anh em có thể sử dụng nó y như cái ứng dụng Facebook vậy, cứ lướt rồi lướt thôi. Để tải một cái video hoặc là hình ảnh nào đó, anh em cứ nhấn vào, rồi chọn cái biểu tượng tải xuống ở đây nè. Vậy là xong nghe anh em. Để tải video hoặc là hình ảnh trong cái phần story, thì anh em nhấn vào cái hình tròn ở đây. Muốn tải cái nào thì anh em nhấn vào. Để tải hình ảnh anh em chọn vào, rồi chọn tiếp chỗ hai chấm ở đây, chọn tải xuống. Vậy là xong nghe anh em. Tiếp tục, để tải một cái video thì vẫn chọn vào cái video cần tải nghe anh em. Nhấn vào đây để xem nè. Nhấn vào đây để tải về nè. Rất là đơn giản và nhanh chóng phải không anh em? Ảnh vào video lưu về trực tiếp trên máy của anh em luôn nghe anh em. Đây phần picture, mình dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.